Kiệt ơi, Kiệt ơi, Kiệt. Trời đất ơi, tin động trời nè, tin động trời. Trái nhà vậy? Trời ơi, chuyện động đất. Ông ngồi đây, ông ngồi đi. Bình tĩnh nha không? Phải hết sức bình tĩnh nha. Trời cái gì? Chuyện này là nó chấn động lắm á. Nhà tôi còn yên nguyên chưa có chấn đâu. Mệt quá. Sắc chấn. Đây, nhìn đi, xem đi. Đó, rồi đi. Mấy cái tấm hình này thì tôi nói thiệt ông nghe, bây giờ tôi mới biết ông mất nết gì đó. Nhiều chuyện còn thêm mất nết nữa. Già rồi coi mấy cái tấm hình này còn ra cái thể thống gì biết. Trời đất ơi, hình gì đâu, có gì đâu mà mất nết trời. Thôi, hình ta ở trong tủ không à, không có ra đường. Ông chưa có vợ thì ông đem về nhà ông tự xử. Đi đi, đi về nhà tôi còn làm việc nữa. Ông bị điên hả? Hình ta ăn mặc đàng hoàng, làm như mấy cái hình bậy bạ vậy đây nè. Nhìn đi, đó. Gì cười hả? Trời đất ơi. Cái bà mà ú gì là bộ ông. Đó, bộ ông phải không? Trời ơi, phải công nhận anh Kiệt, anh vô tình, vô nghĩa, dễ sợ luôn á. Không nhận ra ai hả? Nhìn kỹ đi, nhận ra ai không? Ai? Bà Mai. Mai nào? Mai Rơm, người yêu cũ của ông. Nè, bà hơi phì ra chút xíu thôi. Đó, nhưng mà mắt mũi miệng nè. Đó, nhìn đi, nhìn kỹ đi. Có phải người yêu ông không? Sao giờ mập ú mà sao lại nằm trên giường băng bó tùm lum hết vậy nè? Thương lắm, rất là tội. Bà bị xe đụng, nằm bệnh viện, hoàn cảnh rất là đáng thương. Bà bị chồng bỏ, con thì ở xa, không ai chăm sóc cho bà. Cô đơn, lạc loài. Nói tóm lại, một người đàn bà không có gì cả. Bây giờ ông muốn đến với bà, ông ngại tôi gì đúng không? Đúng rồi. Ờ, vậy chúc mừng ông. Cái gì vậy cha nội, trời đất ơi. Ý tôi nói là tội nghiệp bà đó. Tôi cầm mấy tấm hình này nè, tôi đem tới cho ông, để ông đi vô trọng, ông thăm bà. Thấy không, dù sao á, hết tình rồi, cũng còn nghĩa, đúng không? Vậy mà tôi cứ tưởng là người yêu của ông đó chứ. Không, người yêu tôi đó cha. Tôi có người yêu rồi cha. Vậy hả? Ừ. Người yêu ông là ai vậy hả? Nói tôi nghe coi. Dẫu giờ cuối mới cài. Ôi trời ơi. Anh làm gì anh đi tới đi lui hoài vậy trời? Trời ơi, dòm như táo bón vậy trời. Thì nó cũng gần gần vậy đó. Ôi lâu chưa, sao không chịu nói cho em biết gì trơn vậy? Thì cũng mới thôi. Sao không chịu nói cho anh ta? Thì anh thấy mới nên anh chưa có dám nói. Anh thiệt á. Trời, ủa đi đâu vậy? Uống liền đi. Ủa, nước hả? Trời, cảm ơn em. Anh đã khát nước. Sao nước phong tinh nhà mình hôm nay nó có cái vị đắng đắng vậy em? Trời ơi, cái vị này anh uống hoài mà anh làm giống như mới uống lần đầu vậy á. Ủa mà cái này là cái gì? Cái đó là thuốc sổ. Thuốc sổ? Ừ. Ủa tại sao em cho anh uống thuốc sổ? Anh bị táo bón. Hồi nào? Thì anh nói là mới bị đó. Thì bị thì mới bị, em cho liều nhẹ thôi, cũng nặng gì hơn đâu. Hả? Hả? Cái gì? Ôi hiểu rồi, thôi mà thương. Ai bị gãy chân nhìn ghê thế. Trời ơi, ta nói ngày xưa là bà đẹp lắm đó nha. Bà là cũng là thuộc loại hoa khôi của xóm đó. Mà bây giờ bà thấy ghê không? Nhìn bây giờ mập nhưng mà công nhận là con thấy vẫn còn nét đẹp. Trời ơi, ngày xưa mẹ cũng nghiêng nước nghiêng thành với bộ giỡn hoài. Con phải so sánh bây giờ. Mẹ bây giờ và bà bây giờ. Trời ơi, bà đâu có cửa với mẹ. Bà là ai đấy ạ? À, bà này là bà Mai, là bồ cũ của ba con nè. Trời ơi, nhắc tới bà là ba con mặt đơ liền. Trời ơi, ông hận bà lắm. Sao? Ta kể cho nghe, ngày xưa là bà đá ba con đó. Trời ơi, ông đau còn hơn bò đá nữa. Trời ơi, tội nghiệp. Bây giờ bị tông xe. Nhưng mà sao tự nhiên hình người yêu cũ của ba còn ở đây? Đừng nói, bà tương tư gì nghĩ. Trời còn khuya mới tương tư, trời đất ơi. Ông là ông khoe với mẹ là bà bị tông xe. Ta nói ăn ở thất nhân thất đức mà hồi xưa là bà đá ổng. Tức là ba con đó ha, đang yêu đương say đắm vậy đó.
cái đá ba con đi yêu chồng giàu, lấy chồng giàu, cho nên bây giờ trời phạt, trời quả báo. Tôi nói tội nghiệp đó, nhắc tới là mặt xanh liền á, tức quá phải không cưng? Trời chịu hết nổi, nghiến răng vậy trời ơi. Đó, bỏ đi liền. Ba con á dễ bị tổn thương lắm. Trời ơi, ông thù bà truyền tiếp luôn mà. Trời ơi, vì mà bà bỏ ba con mà thành ra là ba con mới giạt về tay mẹ đó. Bởi vậy cuộc đời đâu có bao giờ biết trước được cái điều gì để mà lường ha. Cái bà đó đó, không bao giờ bà có thể hình dung được một ngày nào đó bà sẽ bị té gãy giò. Đáng đời hả cưng? Mình mà em thấy bây giờ mình cũng nên tha thứ cho bà đi. Bà thì bây giờ đã bị quả báo rồi. Trong khi đó đó, mình lại có một người vợ yêu thương mình hết lòng như vậy. Ba mẹ ơi. Đây đây đây, đây mẹ đây. Ba mẹ đi xuống ăn trái cây con mới gọt. Mình ơi, mình dùng trái cây không? Ba con đang thiền. Ba không thích ai làm phiền đâu. Sao con nhìn thường ấy, cái người thiền là mặt người ta có cái độ tĩnh tâm lắm, yên bình lắm, mà sao nhìn ba thiền con thấy giống như đang đè nén một cái gì đấy, giống như gặm một mối căm hờn trong củi sắt kiểu thế. Con hiểu chồng mẹ bằng mẹ không? Không, 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 không. Con không hiểu được. Ba thiền á là để ba đè nén cái chuyện mà cái chuyện mà ba đang đã đó, con hiểu đó. Đã mà phải đè nén ạ. Thì tại bà Mai bà bị tông xe, bà sung sướng cho nên bà muốn tĩnh tâm lại, con hiểu không? Dạ, thế thôi đi. Rồi, mày nghĩ sao vậy? Thôi khỏi cần mày nói đỡ cái nào. Ngày xưa mày nghĩ sao? Nó bỏ tao, chính nó bỏ tao, chứ tao đâu có bỏ nó. Bây giờ bệnh hoạn mày đặt gọi tao, xin lỗi đi, tao không bao giờ động lòng. Mày kêu đứa khác đi thăm đi, dứt khoát là không đi. Vậy nha. Bực mình. Ba, sao ba nhìn con chằm chằm vậy? Ba hỏi con nè, cho dù bây giờ con không còn yêu nữa đúng không, nhưng mà trước đây con đã từng yêu người ta, thì bây giờ người ta hoạn nạn, bây giờ người ta bệnh thì mình phải đi thăm đúng không? Dù gì cũng còn cái nghĩa đúng không nào? Nhưng mà ngày xưa người ta bỏ con mà. Thì cái chuyện đó là chuyện trước đây, nhưng mà bây giờ người ta đang gặp hoạn nạn thì mình phải đi thăm, dù gì nó hết tình nhưng mà còn còn nghĩa đúng không? Ủa, mình phải có trách nhiệm bản thân mình chứ. Ủa, tình cảm gì ở đây ba? Ba nói gì con không hiểu gì hết. Bây giờ con im lặng, ba nói chuyện với con. Một lát tới con nói sao đúng không? Bây giờ vậy, con là đàn ông đúng không? Quân tử đúng không? Con phải chịu trách nhiệm những gì con làm đúng không? Trước đây con gây họa thì bây giờ con phải chịu. Đó. Ủa họa gì trời? Bây giờ ba nhấn mạnh là một điều nữa, đó là người yêu cũ, con phải đi thăm phải có trách nhiệm với người ta chứ, tại sao mà nói như vậy được? Tự nhiên ba nói cái gì người yêu cũ, ở đây con đang nói là thằng bạn cũ của con. Bạn cũ? Bạn cũ. Con trai. Con trai. Bây giờ bà không cần quan tâm bạn cũ bằng gì hết. Con phải có trách nhiệm với người yêu của con. Người yêu cũ của con trước đây bây giờ không còn tình cũng còn nghĩa, phải đi thăm người ta, hiểu chưa? Kiểu này là mới bị mẹ chửi nè. Giận cá chim thớt. Mình có chuyện gì buồn nói anh nghe không mình? Em đồng ý là thằng Tú nhiều khi nó chướng thiệt, nhưng mà mình la mắng nó kiểu đó thiệt á, em buồn trong lòng quá thiệt. Ủa, mình nói như vậy hả? Anh coi thằng Tú như con ruột của mình từ khi mà anh về nhà mà, sao có chịu được chứ? Ơi,
mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mà cha ghẻ thương con vợ. Cái đó là ông bà nói đúng dễ sợ luôn á. Nó nghe, trời đất ơi, cha bảy đầu sớm á. Ta nói ổng với thằng con là của vợ ổng là thằng Long, hai người mới gây lộn tưng bừng, bây giờ ổng đuổi nhỏ ra khỏi nhà luôn. Mà nhà là nhà của vợ ổng á, muốn cướp nhà người ta hay sao á. Cuối cùng ổng nói chuyện ai vậy? Nói chuyện nhà bên kia kìa, cha ghẻ với con vợ. Ha, không, nhưng mà bên kia là gây lộn, còn bên này á là cha con yêu thương nhau. Hay quá ha, ổng đúng. Gây rồi kìa. Mới gây rồi hả? Trời ơi, mấy đời bánh đúc có xương. Sao? Mấy đời bánh đúc có xương. Bây giờ muốn đốt nhà ta phải không? Không, đốt rồi đốt nhà bên kia, qua đây là dập. Dập giùm. Sao vậy? Sao gây lộn vậy anh? Kể mình nghe coi. Thật sự là anh có bao giờ anh cai nghiện cái thằng Tú đâu. Anh thương nó như con ruột của anh mà, thì làm gì có cái chuyện đó. Đúng rồi. Anh á, thật ra là anh chỉ mượn May mà đẩy Trăng thôi. Ủa, May sao đẩy Trăng được chị? Đẩy được chứ sao không được. Sao đẩy được? Tôi nghe nói Trăng đập nằm đâu nằm đó chứ sao ai đẩy nó được. Ông lanh quá ha. Đó, anh chỉ mượn chuyện Tú nói chuyện em thôi. Đây nè, đó, nhìn đi. Mắc cười quá à. Bây giờ chuyện thằng Tú á thì nói thằng Tú, còn chuyện em thì nói với em, anh cứ nói thẳng với em. Cái cớ gì tao tự nhiên anh đi vòng vòng từ thằng Tú anh nói qua em làm gì? Đây nè, hình người yêu cũ của ổng nè, vui muốn chết à. Bởi vì đáng vừa đi phụ rẫy ổng làm gì hồi đó bỏ ổng nè. Rồi bây giờ nè, nè gãy chân rồi, trời đất ơi. Tao nói hồi xưa đẹp như vậy nè, giờ thấy ghê không? Em sao vậy hả? Sao phun nước miếng ở mặt tôi vậy? Có xì nham chị nãy giờ mà chị không để ý vậy. Chị nói bậy nói bạ không à. Em á, em làm vợ anh mà nó không có hiểu gì hết á. Cái chuyện này là do tai nạn chứ anh đâu phải ác ôn mà anh chù ẻo người ta bị như vậy. Đúng rồi, ông Kiệt này ông tốt bụng chồng bà, bà không biết ông tốt hả? Ông đâu có vậy đâu. Trời đất ơi, bà làm vợ bà không hiểu gì hết trơn trời à. Em không có hiểu chứ, anh đâu có ác ôn mà chù ẻo người ta như vậy đó. Đúng mà em rồi. Chù rồi. Ăn Kiệt, ông tốt bụng lắm. Trời ơi, bà này bà làm vợ cái kiểu gì vậy trời? Ông đưa cái hình này ra là biết làm sao không? Ông muốn đi thăm bà này nè. Dù gì đi nữa cũng có tình có nghĩa, đúng không? Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Sao anh hiểu tôi dữ vậy? Sao tôi hiểu dữ vậy ta? Không lẽ cuối đời hai đứa mình lấy nhau? Không có vụ, không có vụ đó, không có. Trời đất ơi, có một cái chuyện đó thôi sao anh không nói thẳng với em? Anh nói với em á, là nhiều khi em đồng cảm với anh, em còn đi mua đồ, mua sữa, mua sùng vô rồi nhờ anh á là đi theo ông hai này nè rồi vô thăm chỉ chứ sao có gì đâu mà trời đó đi lòng vòng chi mà nó tùm lum chuyện gì trời. Em làm vợ thì em phải tự hiểu, em phải tự biết anh muốn gì, anh cần cái gì chứ. Đúng rồi. Sao biết được hai cái não khác nhau, sao mà tự hiểu được, sao mà đoán ý được. Trời ơi, hai cái não bây giờ nó ở chung một nhà, nó phải hòa hợp với nhau. Vậy là chị vợ quá. Ủa ghê. Thiệt á. Này, trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, tội nghiệp cho ông đúng không? Không biết hả? Tự nhiên ép ông uống thuốc sổ à. Trời ơi, một ngày trời không chừng xuống nửa cái lô. Hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Chết rồi. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp, ông có hàng chi ông xuống sắc dễ sợ luôn. Ông Kiệt này nha, nhỏ tuổi hơn bà mà thấy tội dễ sợ luôn. Bởi gì? Vô lái máy bay ở đây cực khổ quá. Ban ngày phải uống thuốc sổ, ban đêm lái máy bay. Cực quá mà.